Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta là đấng thành sống đời đời. Amen. Amen. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và đời đời không hề thay đổi. Amen. Năm xưa Ngài làm phép lạ thế nào, bây giờ là thế ấy. Amen. Vấn đề là chúng ta tin hay không thôi. Vấn đề tin. Cho nên đối với Chúa, Chúa chẳng quan trọng hội thánh nào, hệ phái nào, con người nào. Bất cứ ở nơi đâu có đức tin, nơi đó có phép lạ. Cái tên của hệ phái không nói lên cái gì cả. Nhưng mà bất cứ chỗ nào có con người dám tin Ngài thì Ngài làm phép lạ. Chỉ có cái sự vô tín mới cản trở được Đức Chúa Trời của chúng ta. Còn ngoài ra không có một thế lực nào, không thế lực nào. Cho nên thưa chị em, tôi rất khích lệ vì đức tin của chị Phương. Chị đã chọn quyền năng của Đức Chúa Trời. Và khi chị đặt tấm lòng mình vào quyền năng của Đức Chúa Trời thì lập tức đấng thành tín đã chữa lành cho chị ấy. Chúa mình là đấng thành tín đó mà. Ngài nói là Ngài làm. Ngài không bao giờ nói điều gì mà Ngài không làm. Cho nên hôm nay thưa anh chị em, tôi cũng có lời Chúa cho hội thánh, mục đích để gây dựng đức tin của anh chị em. Amen. Và khi anh chị em nghe lời này, hãy tin, hãy làm theo, thì tôi đảm bảo đời sống anh chị em là đời sống đặc thánh. Cho nên hôm nay tôi lấy một cái chủ đề cho bài giảng rất là kỳ cục, và có lẽ là anh chị em chưa bao giờ nghe bài giảng này đâu. Tôi lấy chủ đề bài giảng là hãy cùng nhau bỏ đói Satan. Anh em đã nghe bài giảng này bây giờ chưa? Tôi nghĩ chưa có đâu. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giảng bài giảng hãy cùng nhau bỏ đói Satan. Cái này ít ai nghĩ tới không? Nhưng mà thật sự mình cần phải bỏ đói nó, bởi vì nó là kẻ thù của mình. Nếu chúng ta bị bỏ đói thì mình còn sức lao động không? Còn sức để đi ăn trộm ăn cắp không? Còn sức để đi đánh lộn không? Bỏ đói thì chỉ có nằm bẹp đó chờ chết thôi. Và bây giờ chúng ta phải cùng nhau bỏ đói Satan, để cho nó chẳng còn sức lực để đi quấy phá đời sống con người nữa. Amen. Anh nằm nghiêng anh thở thôi thôi. Anh em đến đạp trên cổ nó ăn gái cho nó xùi tất cả mọi bọt mép của nó ra. Đó là vấn đề chúng ta cần. Cho nên Kinh Thánh Thuy Rơ Nước chương 5 câu 8 chép như này: hãy tiết lộ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rồng, đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Anh em theo ạ. Cho nên Kinh Thánh khẳng định chúng ta không có kẻ thù là con người. Chúng ta không có kẻ thù là vợ mình, chồng mình. Chúng ta không có kẻ thù là anh em của mình. Chúng ta không có kẻ thù là người ở hệ phái khác. Chúng ta không có kẻ thù là người ở tôn giáo khác. Không. Con người không phải là kẻ thù của chúng ta trong mọi trường hợp. Ai cũng cần được Chúa thương xót, và ai Chúa cũng thương xót hết. Anh em có nhớ câu chuyện Chúa chết trên thập tự giá không? Một người ăn cướp giết người bị treo lên đó. Nhưng trong giây phút cuối cùng Chúa nói: hỡi con, chính đêm nay con ở cùng ta trong ba ngày đêm. Chúa không bỏ một người. Tất cả mọi con người đều cần được thương xót. Nhưng chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất mà Kinh Thánh khẳng định kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ. Chính Satan đã tàn phá thế giới này. Chính Satan đã làm cho thế giới này trở nên điên loạn, thiếu thốn, bệnh tật, nghèo nàn, đói khổ, cãi vã, đổ vỡ và hận thù chiến tranh như anh em đã thấy. Tất cả là nó. Cho nên chúng ta phải xác định rõ đâu là kẻ thù của mình. Nhiều khi mình không đánh nhau với Satan, mình đánh nhau với anh em mình thôi. Đánh nhau với con người, đánh nhau với chồng, với vợ, với con cái. Đánh nhau suốt ngày là Satan đã đứng chỗ, vỗ tay để cười. Ủa, ta đã thành công. Phải không? Cho nên chúng ta khi mà xác định được kẻ thù mình ở đâu thì chúng ta cần đoàn kết lại để đánh kẻ thù mình. Amen. Amen. Trong gia đình mình, vợ chồng con cái phải hòa thuận lại, đánh nhau với kẻ thù của mình. Không có những sự cãi vã, không có những sự giận hờn không tha thứ ra khỏi nhà mình. Không có những sự ô uế ra khỏi đời sống mình. Không có những sự không tha thứ giận hờn ra khỏi đời sống mình. Đó là kẻ thù của mình. Cho nên nhiều lúc mình không xác định được kẻ thù, cho nên mình đã đánh một trận chiến sai rồi. Đánh sai. Chúng ta đã chiến đấu vì sao? Chúng ta nỗ lực vì sao? Và đó là lý do thảm họa vẫn cứ ở trên cuộc đời của mình. Tại sao bệnh tật vẫn ở mãi trên cuộc đời mình?
Đấy, sau ngày cuối cùng chị Đỗ Thị Phương đến và Đức Thánh Linh cáo cho chị ấy, chị khóc từ đầu giờ đến cuối giờ. Sau khi tội của chị được tha và chân chị được chữa lành. Anh em có thấy không? Tại sao bốn người khi một người bại đến nằm trước mặt Chúa, Chúa không nói hỏi người bại đứng dậy đi đi, mà Chúa nói hỏi con, tội lỗi con đã được tha, rồi người bại đứng dậy đi. Tất cả những điều Satan muốn đó là gieo tội lỗi và ác tưởng của nó vào lòng chúng ta, để cho chúng ta đắng đá lẫn nhau, để cho chúng ta khốn khổ lẫn nhau, và chúng ta trở thành miếng mồi cho nó ăn thêm. Nó ăn đấy. Cho nên thưa anh chị em, có một loại thức ăn mà khác với những gì chúng ta ăn hàng ngày. À, tôi đọc cho anh chị nghe câu kinh thánh Dân chương 4 câu 31 đến 34. Dân chương 4 câu 31 34 có chép như thế này: Song Lê môn đồ này nể một bên Ngài mà rằng: Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Cai đã đem chi cho Thầy ăn chắc? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm cho trọn công việc của Ngài. Cho nên khi tôi nói chủ đề bài giảng, chắc chắn trong tâm trí anh chị em sẽ suy nghĩ: Ủa, cái Satan ăn cái gì? Satan ăn cái gì? Bạn ạ, Satan ăn cái gì mình có bao giờ thấy nó ăn đâu. Nhưng câu kinh thánh này cho chúng ta biết, chính Chúa Giêsu cũng đã một lần nói và khiến cho các môn đồ ngạc nhiên. Chúa Giêsu nói sao? Ta có một thứ đồ ăn mà các người không biết. Có một thứ đồ ăn mà chúng ta không biết. Một thứ đồ ăn khác với bánh mì, khác với cơm gạo, khác với tất cả thực phẩm mà chúng ta không biết. Và Chúa Giêsu nói rằng đồ ăn đó chính là làm theo ý của Cha trên trời. Đó là đồ ăn của Chúa Giêsu. Và hy vọng rằng đó cũng là đồ ăn của mỗi một chúng ta. Nhưng chủ đề của chúng ta hôm nay không phải nói về cái điều này. Chủ đề hôm nay chúng ta phải phân tích cho được Satan đang ăn cái gì. Đúng không? Chúa thì ăn ý muốn của Cha. Và dĩ nhiên chúng ta giống Chúa Giêsu, chúng ta cũng được nuôi mình bởi ý muốn của Cha. Nhưng Satan nó cũng có đồ ăn của nó. Satan chắc chắn nó phải ăn, bởi vì nếu nó không ăn nó không sống được. Nó là một thể linh nhưng nó cũng phải được nuôi dưỡng. Tại sao vậy? Bởi vì nó là tạo vật của Đức Chúa Trời. Mỗi tạo vật đều được phải được nuôi dưỡng. Chỉ cần đấng sáng tạo mới là không cần ăn, không cần uống, không cần uống nhạc. Nhưng nó là tạo vật, nó phải được nuôi dưỡng, nó phải được tiếp sức, nó phải được có năng lượng, nó phải được có sức mạnh để nó sống ở trong lòng này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích nha, để rồi chúng ta sẽ cùng nhau trả lời xem Satan ăn cái gì. Và khi chúng ta biết được Satan ăn cái gì rồi thì chúng ta mới có thể bỏ đói nó được. Nếu không sao mình bỏ đói nó đó, mình không biết đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau qua một câu kinh thánh này, và tôi sẽ đọc anh chị nghe, anh chị sẽ suy nghĩ điều này. Sáng Thế Ký chương 3 câu 14 chứ: Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cùng con rắn này: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú động. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ok, hãy suy nghĩ với tôi lên. Bây giờ tôi hỏi thêm anh em nha, và anh em phải trả lời thêm cho tôi nha, không trả lời một cách gọi là suy tự mình suy diễn, mà trả lời thực tế nha. Anh em đã từng thấy cái con rắn nào mà nó ăn đất chưa? Chưa. Thấy chưa? Chưa. Anh em nói thiệt rồi, tôi cũng chưa thấy con rắn nó ăn đất. Tôi chỉ thấy rắn ăn chuột có, đúng không? Nó ăn ếch nhái có, nó ăn cái thứ này thứ nào có, chứ chưa bao giờ tôi thấy con rắn nào mà nó môi đất nó ăn cả. Như vậy thì câu kinh thánh này mình không thể hiểu theo nghĩa đen của nó được. Không thể, không thể hiểu theo nghĩa đen của nó được. Mình phải hiểu theo cái nghĩa mà Đức Chúa Trời đã ẩn ở trong câu kinh thánh này. Rồi, tôi đọc tiếp câu nữa để chúng ta cùng suy nghĩ, để lý thú điều này nha. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 chém như này: Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất ná lên hình người, hà sinh khí do nổi bụi, thì người trở nên một loài sanh linh. Con người mình tạo nên, cái thân xác này tạo nên bởi gì? Rắn ăn gì? Suy ngẫm ha.
Và chúng ta đã ra được câu trả lời. Satan nó ăn những cái sản phẩm của cuộc sống xác thịt của chúng ta. Kinh Thánh gọi là cuộc sống theo xác thịt. Cái thân xác này Đức Chúa Trời đã đặt huyết khí ở trong đó. Và Kinh Thánh gọi thể sống, thân thể chúng ta gọi là thể khí huyết, hay gọi là thể xác thịt. Sau khi cái thể khí huyết này bị phạm tội và nó trở nên xác thịt, nó trở nên những cái vật dụng, có những cái tư tưởng, ý tưởng, có những cái việc làm, có những cái lời nói, có những cái hành vi chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Và điều đó tạo nên thức ăn cho Satan. Khi vợ chồng cãi nhau, Satan có một bữa rất ngon. Khi anh em giận hờn nhau, khi hội thánh chia rẽ nhau, Satan đang mở tiệc buffet miễn phí. Đứa nào vô ăn miễn phí với 200 ngàn là vô ăn thoải mái, no bụng vậy. Cho nên thưa chị, nếu thế giới này không có những việc làm gian ác, không có những chiến tranh, không có những ganh ghét, không có những nghiện ngập, không có những ăn chơi thâu đêm suốt sáng, không có những việc làm thờ lạy thần tượng, bùa chú cúng tế, không có những việc làm như là ma thuật, không có những việc làm ganh gỗ say sưa, không có những việc làm bậy bạ, thì Satan chết đói. Chết đói thật sự nó có lương thực, và nó không còn có một cái cơ hội nào để nó có sức lực để mà đi lại làm những cái việc mà nó đang làm hiện tại trên thế giới. Cho nên qua những câu Kinh Thánh này, mình thấy rất là rõ, phán xét Satan ăn xác thịt. Satan ăn bụi đất, trong tâm một ghét. Bụi đất có nghĩa là xác thịt. Bụi đất có nghĩa là nếp sống xác thịt, nghĩa là nếp sống trái với Thánh Linh, nếp sống trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, nếp sống trái với lời Chúa. Đó là chúng ta đang dọn bàn cho Satan ăn. Thưa anh chị em, nếu gia đình mình vẫn còn đang nuôi Satan, thì hãy cắt nguồn lương thực của gia đình. Nếu đời sống mình vẫn đang tạo ra thức ăn cho Satan, hãy cắt nguồn cung ứng này. Thôi khích là chen điều đó. Và bây giờ chúng ta hãy đi tiếp một phần. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ này, nó rất là dễ hiểu thật, nhưng mà nó có thể làm tỉnh thức anh chị em. Tôi hỏi anh chị em, tại sao nhà của anh chị em và nhà mình hay nhà bất cứ ai, nhà anh chị em đi, tại sao nhà anh chị em có dán cả chuột, cả ruồi, cả kiến? Tại sao? Đúng, chính xác luôn. Khi mà anh chị em để đồ ăn vung vãi, bánh tráng hay tất cả những thứ đồ ăn thừa không đầy lại để khắp nơi, thì anh chị em thu hút dán kiến, chuột, ruồi, muỗi đầy nhà, có phải vậy không? Và nhiều người không hiểu tại sao đời sống mình có ma quỷ. Tại sao đời sống mình có ma quỷ? Tại sao đời sống mình có sự đáng chết? Tại sao đời sống mình có những sự rầy rà bậy bạ? Tại sao đời sống mình nó có đủ thứ hết nó chạy đến? Bởi vì anh em dọn đồ ăn cho nó và thu hút nó. Và nó đây, gia đình nào mà có cãi nhau không tha thứ nhau, có ngoại tình, có đại dâm, tự nhiên Satan kéo vào ở đại nhà, bởi vì đang dọn đồ ăn cho nó. Anh em đang rải thức ăn cho nó. Đó, ví dụ tôi, cái sân nhà tôi mà tôi rải một cái thóc lên là chim trời rồi đến đây. Tại vì đang thu hút. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đang vô tình dọn bàn, bày thức ăn và mời gọi mà quỷ bước vào đời sống mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là bản tính của tôi. Ôi đó là tại thế này, tại thế kia, tại thế nào. Ôi tại. Không, cái đó là nó đã xúi dục cho chúng ta dọn thức ăn cho nó mà mình không biết. Trong Kinh Thánh gọi là cám dỗ. Satan sẽ cám dỗ chúng ta. Nó cám dỗ không phải là nó bỏ công sức ra để nó làm cái chuyện vô ích đâu. Nó bỏ công sức ra, nó cám dỗ chúng ta. Nó cám dỗ chúng ta hận thù, cám dỗ chúng ta ăn cắp ăn trộm, cám dỗ chúng ta nghiện ngập, cám dỗ chúng ta chích hút, cám dỗ chúng ta làm điều này, làm điều nọ. Để làm gì? Để nó có cái mà ăn. Anh em ạ, không có đói. Mà ông bà mẹ nói, bụng mà đói thì đầu gói nó sẽ bò. Đó đúng không? À, từ bụng đói đầu gói nó bà thôi, bây giờ nó nằm ở chỗ một bầy quỷ, nó nằm ở kia, bây giờ đói quá tụi bay làm sao bay ăn đây. Nó nói thôi bây giờ mình đến nhà kia mình xúi cho nó cãi nhau mình ăn được rồi. Nó sẽ nói thế.
và nó đến chặt 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 cái vợ chồng cãi nhau, nội điêu bát đĩa xong dạo giường chiếu vứt đầy nhà của nội dòng ăn một bữa no nê rồi lại về. Và cuộc đời chúng ta bắt đầu là nạn nhân của nó. Anh em ạ, đó chính là cách chúng ta trở sạch. Và bây giờ làm thế nào, làm thế nào để chúng ta xử lý rằng cuộc đời của mình không bao giờ dọn bàn cho Satan ăn đây. Chúng ta cần phải bỏ đói nó và khiến cho nó bị kiệt sức, khiến cho nó kiệt sức trong gia đình mình, trong đời sống mình, trong hội thánh, thậm chí trên đất nước. Và nói với anh em là sau khi mình tin Chúa, nó có một cái sự xung đột bên trong nội tâm. Một mặt á, cái bản tính cũ muốn làm cái gì, muốn giận hờn, muốn đánh đấm, nó muốn ức hận, muốn không tha thứ, nó muốn sống theo cái kiểu cũ. Nhưng một mặt á, thì Đức Thánh Linh tái sinh con người mới mình, muốn mình sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Đó có cái sự xung đột. Và Kinh Thánh chép ở trong Galatia chương 5 như thế này chép: vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hãy làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Anh em thấy không? Nó có sự xung đột. Lời Chúa cho chúng ta biết có sự xung đột. Trong con người mình có hai con người và nó giằng xé nhau. Một con người mới muốn đẹp lòng Chúa, một con người cũ muốn dọn cho Satan ăn. Nó muốn nuôi, nó là đầy tớ Satan mà. Xác thịt là đầy tớ rất trung thành với Satan, nó muốn dọn bàn cho Satan ăn. Một bên là đầy tớ của Đức Chúa Trời, muốn dọn bàn cho Đức Chúa Trời ăn, làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn Đức Chúa Trời chính là thức ăn của Chúa chúng ta. Kinh Thánh đã nói rồi. Và hai cái thứ đó xung đột trong lòng. Sứ đồ Phaolô nói nếu chúng ta bước theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ không làm trọn việc của xác thịt. Chỉ có một cách đó. Thánh Linh đang ở trong lòng mình, Thánh Linh đã đắc đầu trên cuộc đời mình, Thánh Linh đã làm đầy dẫy lòng mình, Thánh Linh đã tái tạo mình, Thánh Linh đã cho mình bình an, vui mừng, sức mạnh. Bây giờ Chúa muốn mình bước đi theo Ngài. Nhưng mà tôi biết rất nhiều anh chị em không biết bước theo Thánh Linh là bước sao. nói lý thuyết kìa rồi, bước theo Thánh Linh là bước như thế nào đây? Cảm ơn nha. Cái đó cần phải giảng giải, cần phải giải nghĩa thì chúng ta mới đắc thắng được. Nếu mà mình chỉ nói dừng lại ở đây là bước đi theo Thánh Linh, ai mà chẳng bước biết được Thánh Linh, nhưng mà bước thế nào, bước sao đây? Cái điều này cực kỳ đơn giản, rất đơn giản. Có điều nếu anh chị em chưa từng nghe ai giảng thì mình thấy nó phức tạp. Bước đi theo Đức Thánh Linh có nghĩa là thay đổi tâm trí của mình, tư tưởng của mình phù hợp với lời của Chúa. Đó là bước đi theo. Trong Galatia có chép quả các việc làm của xác thịt là rõ ràng, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẽ, bất bình, bày đảng, ganh gỗ, say sưa, mê muốn cùng các sự khác giống như vậy. Và Kinh Thánh ghi là đây là những việc làm của xác thịt. Khi anh em làm những điều này, anh em đang nuôi xác thịt. Nhưng cái vấn đề ở chỗ tôi muốn anh em chú ý là trước khi có những việc làm này thì đã có tư tưởng. Anh em trước khi đi gian dâm ngoại tình, anh em đã bắt đầu ấp ủ tư tưởng đó trong lòng rồi. Trước khi anh em bắt đầu cãi nhau, anh em nằm trên giường ghét thằng này thế, ghét cô này thế, sao vợ tôi nó thấy chồng tôi thấy, bắt đầu anh em ấp ủ cái tư tưởng đó. Và đến khi nó dâng trào lên và nó biến thành hành động, anh em amen với tôi điều đó. Tất cả được bắt đầu từ tư tưởng ở trong lòng, tư tưởng ở trong trí là những cái thứ vô hình. Nó có phải hữu hình như việc làm? Tôi đánh đấm người ta là việc làm thấy được. Tôi ăn trộm ăn cắp là việc làm thấy được. Tôi nóng giận là việc làm thấy được. Tôi không tha thứ là việc làm thấy được. Nhưng tư tưởng bên trong thì không ai thấy được. Nó là thể linh. Có bao giờ anh chị em suy nghĩ là tư tưởng nó đến từ đâu không? Tại sao nó có? Tại sao mà suốt ngày mình ngồi mà có những tư tưởng nó xẹt vào trong đầu mình liên tục vậy?
có tư tưởng xấu, có tư tưởng tốt, có tư tưởng lành mạnh, có tư tưởng tiêu cực. Tại sao nó bắn qua nhiều thế? Tôi nói với anh em có ba nguồn tư tưởng. Nguồn thứ nhất là từ Đức Chúa Trời. Nguồn thứ hai là từ Satan. Nguồn thứ ba là từ chính con người của anh chị em. Anh chị em xem phim bậy bạ, anh chị em gieo những tư tưởng bậy bạ vào trong đầu. Anh chị em xem những cái phim hành động bạo lực, anh chị em gieo những cái tư tưởng bậy bạ trong đầu. Anh chị em chơi game đánh nhau giết nhau, bắt đầu cũng bắt đầu đi rút giáo ra đâm người ta, đâu thôi thi hành gọi là giang hồ trước chiến đi đâm người ta ở kia, trong khi là mới chơi game xong. Tư tưởng nó đến từ con người của con, Satan cũng có, Đức Chúa Trời cũng có. Và Kinh Thánh muốn chúng ta hãy bắt phục tất cả những tư tưởng nào không đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên trong Kinh Thánh có một câu rất rõ ràng: nếu chúng ta muốn khắc chế được những việc làm xác thịt để cho đời sống chúng ta tự do hoàn toàn, thì chúng ta phải làm theo câu Kinh Thánh, ý như sứ đồ Phao-lô đã nói trong Philip chương 4 câu 8: rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Cho nên câu Kinh Thánh Philip chương 4 câu 8 là cái màn lọc tư tưởng chúng ta. Anh em thấy nước không? Nước mà xả từ cái vòi thẳng vô hay đào dưới đất lên mà uống á, là đi bệnh viện xóm á. Phải lọc, phải lọc. Lọc để làm gì? Lấy đi những tạp chất, lấy đi những thứ độc hại, lấy đi những cái nguyên tố độc hại trong nước, để nó không hại gan, hại thận, hại đủ thứ trong con người chúng ta. Thì câu Kinh Thánh Philip chương 4 câu 8 là màn lọc tư tưởng của Đức Chúa Trời. Bất cứ một tư tưởng nào đọc đến tâm trí anh chị em, anh chị em phải nói, nó có chân thật không? Nếu câu trả lời là không, nhân danh Giê-xu, mày cút ngay ra khỏi đầu ta. Có đúng không? Đấy, tư tưởng nào đấy có đáng tôn trọng không? Nếu câu trả lời là không, bởi huyết Giê-xu rửa sạch khỏi tâm trí ta. Không ạ? Tư tưởng không công bình bất chính đến, làm những điều bậy bạ bất chính đến, nó xúi dục mình. Không công bình đúng không? Nhân danh Giê-xu đi. Không thanh sạch, nhân danh Giê-xu hãy đi. Không yêu chuộng, nhân danh Giê-xu hãy đi. Không lành gương tốt, không có tiếng tốt, nhân danh Giê-xu đi. Chúng ta phải chống cự lại những tư tưởng không đúng đến trong tâm trí. Nhiều anh em không hiểu được lẽ thật này, cho nên cố gắng sống một đời sống thánh khiết bằng cách cố gắng đừng hành động. Ô tôi đừng nói tôi, ô tôi cố gắng đừng có làm những việc bậy bạ, cố gắng đừng làm mà sao tôi làm biết. Cố gắng đừng làm mà sao đừng làm biết? Bởi vì anh chị em không có giải quyết cái gốc mà chỉ đi làm cái ngọn thôi. Anh chị em chặt cái ngọn rồi, điều gì gốc nó lại mọc lên tiếp. Gốc là ở trong tư tưởng anh chị em. Mác chương 7 câu 20 chép như thế này. Tôi đọc anh chị em nghe câu chuyện, cái câu Mác chương 7 câu 20 nha. Không có trên bảng đâu, nhưng mà tôi sẽ đọc anh chị em nghe. Mác chương 7 câu 20. Mác chương 7 câu 20 nha. Vậy Ngài phán: hễ sự gì từ người đó người ra, đó là sự làm dơ dáy người. Vì thật tự trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàn, con mắt ganh tị, lộn ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều đó xấu ấy ra từ lòng người thì làm dơ dáy người. Chúa nói rõ, rất là rõ. Mấy ông Pharisee ông nói: ôi ăn mà không rửa tay là ông không thánh khiết rồi, ăn thịt heo là ông thánh khiết rồi, ăn cái con này con kia ông thánh khiết rồi. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói: các ngươi nói, các ngươi chả hiểu gì về sự thánh khiết. Sự thánh khiết không đến từ cái việc chúng ta ăn cái gì, không ăn cái gì. Sự thánh khiết nó đến từ cái việc là tư tưởng của chúng ta nghĩ cái gì. Người bà ngồi nhìn chú trẻ này câm lê cả ra mắt, nước ho thơm phức đầu chảy láng mưa, chồng này thánh khước rồi đấy. Mà nếu lấy camera gọi là chiếu yêu soi vào cái thấy tư tưởng của ông chiếu, tối nay mình phải đi làm này làm kia làm nọ, tao phải làm cái quả này được vài chục tỷ này. Đúng kiểu
Kinh Thánh chép á, con người nhìn bề ngoài nhưng mà Chúa nhìn ở đâu? Tư tưởng là thứ ở trong lòng. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói là những cái gì mà ra từ lòng người đó, nó mới làm ô uế con người. Ở đâu mà nó có trong lòng mà nó ra, chắc chắn nó phải vào một lúc nào đó, đúng không chị em? Nó phải vào nó mới có cái ra chứ. Như vậy là một lúc nào đó mình đã để cho những tư tưởng gian dâm ô uế hận thù nó đi vào ở bên trong. Rồi nó khi nó làm ổ rồi, nó nở thành rắn lục rồi, bắt đầu nó phun ra. Và nó làm dơ dãy người khác, nó phá hủy gia đình rồi. Tôi đảm bảo với anh chị em, không có vợ chồng nào đúng một cái dắt nhau ra tòa đi về cả, không có. Mà đã ấp ủ vài năm trước rồi, ấp ủ rồi, phải không? Ấp ủ mà không được giải quyết, vợ chồng có những sự xích mích nhiều khi nó nhỏ như con kiến vậy đó. Nhưng mà rồi nằm trên giường cứ ấp ủ hận thù gánh ghét đủ kiểu, nó nở dần to như con voi. Rồi xong ra tòa các cái bồng lưng, thế là cậu vợ dọn một bữa tiệc năm sau thì sẽ tan tan luôn, tôi gọi là nhà hàng năm sau, đúng không? Satan nó thích những cái sự đó, Satan nó thích những sự đổ vỡ, những cái sự mà chiến tranh, những sự giết người, những sự thờ cúng, những sự đủ kiểu trên đời này. Nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục để cho những tư tưởng đấy ấp ủ trong lòng mình, thì đến một ngày nào nó sẽ phun ra và tan hại cuộc đời của mình. Thưa anh chị em, hãy chống lại những tư tưởng. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 10 có chép như thế này, câu 3 đến câu 5: dù chúng tôi sống trong xác thịt, nhưng chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt. Vì vũ khí chúng tôi dùng trong cuộc chiến của chúng ta không phải là vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng thiên thượng để phá tan mọi đồng lũy, đánh đổ mọi lý luận và mọi chướng ngại cao ngạo, chống lại sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, bắt nhốt hết mọi tư tưởng để người ta vâng phục tâm lý. Anh em thấy cuộc chiến chưa? Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến với những việc làm, cuộc chiến này là cuộc chiến với những tư tưởng trong lòng người ta. Và ở trong câu Kinh Thánh này có nói là vũ khí chúng ta không phải là xác thịt, không phải là gươm giáo, không phải là bom đạn, không phải là những cái vấn đề sức mạnh cơ bắp, hay là tu luyện, hay là bất cứ thứ gì. Vũ khí chúng ta là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và tôi mắc cho anh chị em, thế nào là quyền năng của Đức Chúa Trời? Quyền năng của Đức Chúa Trời hiện nay là danh Chúa Giêsu. Quyền năng của Đức Chúa Trời hiện nay là huyết của Chúa Giêsu. Quyền năng của Đức Chúa Trời hiện nay là lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em mà sử dụng ba thứ này thì anh chị em thắng trong mọi trận chiến tư tưởng. Ngay khi có một tư tưởng xấu đến, tôi chỉ cho anh em cách rất đơn giản. Anh em đừng có nói như thế này, anh em đừng nói hỡi tư tưởng xấu, mày phải lừa khỏi ta, đừng nói thế. Anh chị em nói thế không bao giờ nó nghe đâu, và anh chị em sẽ bị nó hành hạ khổ cả ngày luôn. Nhưng anh chị em phải nói là nhân danh Chúa Giêsu, ta bắt phục tư tưởng này, mày phải rời khỏi tâm trí của ta. Nó nghe nó phục là bởi vì danh của Chúa Giêsu. Philip chương 4 chương 2 cho em: ngài đem Đức Chúa Giêsu lên cao, khiến cho danh ngài trỗi hơn mọi danh, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quy xuống xưng ngài là Chúa. Mọi tư tưởng đến từ Satan nó phải quy phục khi chị em kêu danh Chúa Giêsu. Còn nếu lỡ anh chị em đã để tư tưởng nó thâm nhập vào trong đầu mình rồi, bây giờ phải giải quyết, thì anh chị em đừng có nói rằng hỡi tư tưởng hãy ra đừng. Anh chị em phải nói thế này nè: ta kêu huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tâm trí của ta. Phải dùng huyết của ngài để rửa sạch những cái gì đã thâm nhập vào bên trong. Huyết của Chúa tẩy sạch những gì đã đồn trú bên trong, khiến cho anh chị em trở nên trắng như tuyết, chưa bao giờ phạm tội, chưa bao giờ nghĩ xấu. Anh chị em phải dùng huyết. Còn lời của Chúa đó là giống như Chúa Giêsu đã sử dụng, đó là gương. Để khi Satan nó đến nó cám dỗ anh chị em, trước khi nó gieo một tư tưởng đến anh chị em, nó phải cám dỗ, phải thuyết phục anh chị em suy nghĩ về điều đó. Nó phải nói anh chị em là mày đủ lý do để giận vợ mày rồi đó, mày đủ lý do để ly dị rồi đó, mày đủ lý do để bỏ vợ này lấy vợ khác rồi đó. Nó sẽ nói như thế, nó thuyết phục rất là hay. Nhưng mà anh chị em phải dùng lời Chúa. Nếu nó đến nó nói như vậy, anh chị em phải dùng lời Chúa trong Ma-la-chi. Chúa ta nói ngài rất ghét những kẻ bỏ vợ, cho nên ta bây giờ bỏ vợ, mày cung đi chỗ khác cho. Anh thấy làm thế đi thôi anh chị em, ở đây thôi, không bao giờ đủ lý luận nó để thuyết phục anh chị em thêm nữa. Vì anh chị em có muốn Chúa ghét mình không? Không ai muốn Chúa ghét mình. Thế thì đừng lấy gì, đừng bỏ vợ, đừng bỏ chồng.
Họ đã đến nó khuyên anh chị em là hãy căm thù người đó đi, đừng tha thứ cho người đó. Thì anh chị em phải dùng lời Chúa. Chúa Giêsu khuyên ta phải tha thứ 70 lần bảy. Dù người đó đúng hay sai, người ta không cần biết, ta quyết định tha thứ cho người đó, mày đi cho khác rồi. Thế là sao bạn cúp đuôi đi với cái bụng đói trong đầu. Anh em, cho nên chúng ta học lời Chúa để chúng ta chiến thắng. Đừng bao giờ chống cự lại điều ác đời này bằng sức của mình, bằng tư tưởng, bằng lời nói của riêng mình. Hãy dùng danh Chúa, hãy dùng huyết Chúa, hãy dùng lời Chúa. Ba điều đó mà anh em luôn có trên miệng mình, tôi đảm bảo cho em thắng mọi trận chiến. Ngày xưa khi tôi còn non trẻ, tôi chưa biết điều này. Tôi khổ sở vì những tư tưởng. Cuộc chiến tư tưởng là cuộc chiến khổ nhất. Tại vì thật sự anh em nó muốn đâu mà sao nó cứ đến. Các bạn, mình có muốn đâu. Ví dụ như việc làm thì mình có thể cố gắng kiềm chế được làm. Mặc dù muốn làm thì mình cũng kiềm chế, cọc tay cọc chân lại được làm. Nhưng mà tư tưởng hành thì không còn được. Cứ nó vô nó hành hại đầu óc chúng ta, nó khiến cho chúng ta làm. Có người bị trầm cảm về những cái tư tưởng bài bạc, cảm thấy mình không thánh khiết, bất nhân bất nghĩa trong lòng quá. Thầy anh chị em à, ngay khi ứng dụng huyết danh lời của Chúa, anh chị em sẽ đắc thắng. Anh chị em sẽ thấy được quyền năng mà trong Kinh Thánh vừa rồi giảng thấy. Nhưng quyền năng đó phá tan mọi thành lũy. Anh em nói phá tan. Thành lũy là gì vậy? Thành lũy có nghĩa là những bức tường mà nó đã xây lên, nó bao bọc vào trong cái hệ thống tư tưởng của anh chị em, và nó không cho những cái lời của Chúa trời thâm nhập vào. Có những người đọc lời Chúa không bao giờ nhớ, không bao giờ hiểu được cái gì cả, không vô được. Cứ dở tới lời Chúa, đọc xong cái đứng dậy quên sạch bách, không nhớ được cái gì cả. Anh em thấy cái điều đó là không? Nhưng mà đọc báo tuổi trẻ thì 10 tin nhớ hết 10 tin. À, lạ chứ, anh em thấy lạ không? Nhưng mà chẳng lạ gì dưới ánh sáng của lời Chúa. Bởi vì Satan nó đã xây một cái đồn lũy để nó không cho bất kỳ một tư tưởng của Đức Chúa Trời nào vào. Nhưng tư tưởng của nó thì nó mở cửa nhận ra. Tư tưởng nó thì nó mở cửa rộng này, vào đi con, vào hết đi. Một ngày trăm tư tưởng thu được, nhưng mà lời Chúa thì không cho. Anh em nào đang bị như vậy thì phải dùng danh lời huyết đặt đồng lý của nó xuống. Đặt xuống. Hỡi thành Jericho, trong tâm trí ta hãy ngã xuống trong danh Chúa Giêsu để quyền năng của Ngài có thể cai trị trong đời sống của mình. Anh em. Tiếp theo là mọi lý luận. Mỗi một con người chúng ta được sinh ra trong một xã hội, trong một gia đình, trong một hoàn cảnh khác nhau. Và chúng ta có những lý lẽ của riêng mình. Nhiều khi những lý lẽ đó chống lại lẽ thật của lời Chúa. Có những người nói tôi tin Chúa, tin chứ. Nhưng mà thắp nhang thờ cúng thì phải làm chứ. Đó là tổ tiên đã để lại rồi, không làm sao được. Đó là lý luận. Đó là truyền thông. Đó là những gì mà Satan nó đã đầu tư mấy ngàn năm trên đất nước này. Và anh chị em biết không? Tại sao Satan nó thích con người thờ cúng? Tại sao Satan nó thích con người thờ lại nó? Tại sao Satan bây giờ nó khiến cho mỗi gia đình người Việt Nam phải có cái bàn thờ trong nhà? Tại sao? Rất đơn giản. Việc làm của xác thịt là gì? Thờ lại. Bao nhiêu triệu gia đình người Việt Nam này mỗi ngày dọn bàn cho Satan ăn. Cho nên dân tộc chúng ta vì thiếu hiểu biết đã nuôi dưỡng một đạo quân, một đạo quân ô uế khổng lồ trên đất nước này bằng những bàn thờ trong nhà, bàn thờ nơi gốc đa, bàn thờ nơi ngoài đường, bàn thờ nơi ngã tư, bàn thờ nơi đủ kiểu, chỗ nào thích cái là thờ là cúng. Nơi đó sao đang đến để mà ăn. Hay khi anh em mà đọc cái quyển sách, nghe cái quyển sách này được cứu thoát khỏi quyền lực tội lầm như vậy, chỗ nào mà thờ lại là chỗ đó Satan nó về để nó tiếp năng lượng, để nó đi tiếp và làm những công việc của nó. Những nơi thờ cũng như nơi thờ lại, những nơi có bàn thờ, thì sứ đồ G.B. Macanalisa nói đó là sân bay của Satan. Sân bay, anh em biết sân bay không? Sân bay là nơi mà máy bay xuống và máy bay lên. Máy bay không thể bay mãi trên trời được, nó phải xuống. Xuống để làm gì? Tu sửa, tiếp thêm nhiên liệu, có phải không? Thành phố Sài Gòn không có sân bay Tân Sơn Nhất và Hải Cảng. Máy bay nào đạt được cứ quần đời này hết xăng đó cái bệnh chung có đó không? Nhưng phải có sân bay. Satan cũng vậy, nó đi ra nó làm những việc gian ác của nó, đến một lúc nó kiệt sức, đến lúc nó ta hết năng lượng rồi bay ơi, thấy nó đi quần nó thấy cái nhà này nó bàn thờ thật, ta đáp xuống tiếp năng lượng, nghe ta đi lên tiếp.
Cho nên mỗi cái bàn thờ, mỗi cái nơi cúng bái, mỗi cái nơi thắp nhang, thắp hương thờ lại nó là một cái sân bay của Satan. Và anh chị em, nếu Chúa mở mắt thuộc linh, anh chị sẽ thấy máy bay cứ lên xuống liên tục, con quỷ này đi, con quỷ này về, con quỷ này xuống. Cái nhà mình nhìn lên nóc nhà, quỷ xuống ma không, kinh khủng quá. Nếu mà Chúa mở mắt, anh chị sẽ thấy như thế. Các điều là con mắt trần này mà cũng nhìn thấy. Cho nên nhiều khi nói anh chị em bảo này mọi chuyện không được, nhưng mà trong thế giới thuộc linh nó là như vậy đấy. Trong thế giới thuộc linh, nơi nào dọn bàn cho Satan ăn, nơi đó nó đẹp. Anh chị em yêu quý của tôi ơi, hãy dọn sạch gia đình mình, đừng để một chút thức ăn thừa nào cho Satan mà liếm lát ở nơi đó. Satan là thằng đói khát mấy ngàn năm nay, thứ gì là bụi lên đây, ăn bụi đất mà, nó là ăn bụi đất, cho nên nó sẽ cạp, nó sẽ ăn tất cả mọi thứ mà anh chị em dọn cho nó. Cho nên nếu hôm nay anh em nghe lời giảng của tôi, anh em về bắt đầu dọn sạch tư tưởng của mình, dọn sạch tư tưởng của mình, bắt đầu lấy cái bội lọc Philip 48 ra, tôi gọi đó là cái lọc nước. Lấy lọc nước gắn vô trong cái đầu của mình, đúng không? Và dùng cái lọc này lọc sạch tất cả những cái tư tưởng. Điều gì không thanh sạch, điều gì không đáng tôn trọng, điều gì không tiếng tốt, điều gì bất chính, điều gì ganh gỗ say sưa mơ ăn uống tranh cạnh không tha thứ, anh em lọc sạch hết tất cả cho tôi. Thế là thánh linh của Chúa đầy dạy được mình. Cái đó Kinh Thánh gọi là bước đi theo Đức Thánh Linh. Dạ, em hiểu bước đi theo Đức Thánh Linh chưa ạ? Đúng không? Cho nên nhiều khi không giải nghĩa ra thì đọc mãi chẳng hiểu bước đi theo Đức Thánh Linh là gì. Bước đi theo Đức Thánh Linh có nghĩa là mọi đói sao nào. Bước đeo Đức Thánh Linh có nghĩa là đạp đổ, xua đuổi, hủy diệt tất cả những tư tưởng của nó. Bước đi theo Đức Thánh Linh cũng có nghĩa là không làm tròn những việc làm mà xác định và xác định vừa muốn. Bước đi theo Đức Thánh Linh có nghĩa là học suy nghĩ, nói và làm theo lời của Đức Chúa Trời, không phải bởi sức mạnh của mình cố gắng tu luyện như mấy ông tôn giáo khác, mà bởi danh, huyết và lời của Đức Chúa Trời. Đó là sức mạnh chủ yếu cơ bản. Cho nên nhiều người ngày hôm nay không hiểu là tại sao tôi tin Chúa rồi mà đời sống tôi phải tranh chiến như thế, khổ sở như thế. Tại sao mãi tôi không biết rồi? Tại sao mãi tôi không bỏ thuốc bỏ rượu được? Tại sao mãi tôi thế này mãi tôi thế kia? Bởi vì anh em không biết được quyền năng ở trong danh, huyết và lời của Chúa Giêsu. Hãy tin đi, sử dụng nó chỉ bằng, và đừng bắt đầu từ việc làm, bắt đầu từ đâu nha? Nếu anh em nằm đêm mà không suy nghĩ về chuyện trộm cắp thì đó là anh em trộm cắp, đúng không? Nếu anh em nằm đêm mà không suy nghĩ về chuyện hận thù ganh ghét oán tức ai đó, tức gì mà tức ngủ không được, thế thì sức mấy mà sáng hôm sau vẫn còn cãi lộn nào, đúng không nhé? Tất cả từ trong đây thôi. Cho nên Chúa Giêsu đã nói trong Mát chương 7 câu 20 đến câu 21 câu 22 anh em đọc rồi đó, những gì nó đi từ bên ngoài đó, đó tư tưởng ác tưởng đó, nó đi vô lòng và nó đi ra, nó làm ô uế. Cho nên buổi sáng này, thưa anh chị em, anh chị em đến đây với nhiều những cái vấn đề mà mình muốn. Một vài anh chị em ngồi đây có những cái năng lượng bệnh tật đó, những cái điều ở trong cuộc sống thất bại, những cái điều buồn rầu, những cái điều mà cảm thấy không được thỏa mãn, không được thịnh vượng, không được đột phá. Tôi muốn nói với anh chị em là một lúc nào đó trong cuộc đời mình đã dọn bàn cho Satan, mình đã mở cửa để cho ma quỷ đã vào hành động một cách tự do trong cuộc đời của mình, và chúng ta đã không nhờ danh huyết và lời của Chúa để tẩy sạch nó. Chúng ta dung túng nó, hoặc là chúng ta muốn thay đổi nhưng mà không biết cách để thay đổi. Vì Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi nhận biết lẽ thật thì lẽ thật mới buông tha các ngươi. Nhận biết rồi, còn mình đọc mà không nhận biết nó cũng không buông tha mình. Mình đi Chúa, đi thờ phượng, đi kinh, đọc kinh thánh, đi hội thánh mãi mà sao cuộc đời mình vẫn như thế này? Mà bởi vì chúng ta chưa nhận biết lại thật, chúng ta chỉ nghe rồi mà trôi đi. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay tôi kêu gọi tất cả anh em hãy cùng nhau bỏ đói Satan. Amen. Nếu hội thánh chúng ta cùng nhau bỏ đói Satan thì hội thánh này sẽ là hội thánh biết đói cầm nặng. Hội thánh này sao hội thánh được Chúa dùng làm một phép lạ lớn lao. Hội thánh này là hội thánh mà Chúa vận hành bởi quyền năng của Ngài để
biến đổi những người khác trở thành giống như hình ảnh của Chúa Giêsu. Và đồng thời lúc đó, cuộc sống của mỗi một anh chị em là những cuộc sống mà Satan nhìn là quả đi. Nó bảo là bây giờ ta không kiếm chắc gì được với con người này nữa. Đơn giản thế thôi. Một cái chỗ mà không có gì ăn thì đến làm cái gì? Đó, mình cũng vậy đó. Tại sao mình bỏ quê mình vô Sài Gòn? Bây giờ tôi hỏi anh em tại sao bỏ quê vô Sài Gòn? Vì ở Sài Gòn dễ kiếm việc làm. Ít nhất làm công nhân lương cũng 5-7 triệu, sống cũng khỏe rồi. Ở quê rồi mò cái đồng ruộng này cả năm bán được mấy trăm ngàn. Đời sống thực tế là ở đâu có lương thực người ta nổ sâu đến đó. Nơi nào dọn cho Satan ăn, nó mò đến đó. Amen. Còn nếu chúng ta không dọn cho nó, nó đến nó nói sao này không có gì ăn, thôi bỏ đi. Và anh em được tự do, anh em sống cuộc đời đất thẳng. Cho nên tôi thích làm cho em chính hôm nay chứ không phải hôm ngày mai đâu. Chính bây giờ hãy làm sạch tư tưởng của mình nhờ danh huyết và lời của Chúa. Và anh em phải cam kết với Đức Chúa Trời, lạy Chúa, dù con có chết con cũng không cho Satan liếm được một giọt, một miếng thức ăn nào, không liếm được một giọt nước mắm nào, không liếm được một cái xương cá nào, không liếm được một hạt cơm rơi dù dưới bàn cũng không cho ăn luôn. Mình phải vậy đó. Chứ nhiều khi làm rớt hộp xuống nó vẫn còn liếm được, nó vẫn mò đấy. Thấy mấy mèo không? Rớt cái xương cá nó cũng phải mò đấy. Nó giống mèo nhà thôi vậy đâu. Một khi nào không rớt một cái gì cả thì mèo đi chơi á. Đấy. Đó là bài học thuộc linh của chúng ta. Cho nên trong cuộc sống riêng cá nhân tôi xin chia sẻ với anh chị. Mỗi ngày tôi để lời của Chúa, thần của Chúa kiểm soát tư duy của mình. Không có bất kỳ một ác tưởng nào cho phép đừng đến. Không có bất kỳ một thứ gì cho phép tiêu diệt lại. Người của Đức Chúa Trời là người mà phải để tư tưởng của mình chỉ có lời của Chúa. Còn khi mà chúng ta ngồi lại với nhau mà anh chị em cứ nghe thấy hết nói xấu người này, nói xấu người kia, tôi mời anh chị em đứng dậy đi sớm về nhà, đừng ngồi thêm một giây nào nữa. Amen. Chúa không kêu gọi chúng ta nói người này người kia, Chúa kêu gọi chúng ta yêu thương con người và chống lại Satan. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy nhiều con cái Chúa không hiểu được. Cứ ngồi lại là nói cho sướt cái miệng và Satan thì bỏ tay. Tao được một bữa no quá chừng của bạn. Mình là ai mà đi nói hành tôi tới người khác? Có phải chứ? Mình là ai mà đi đón xét người này người kia? Mình là ai mà nói người này đúng người này sai? Đúng sai chỉ có Chúa biết. Chúa kêu chúng ta sống trong tình yêu thương. Cho nên anh em coi, hãy dọn sạch đời sống này, công việc của mình, gia đình mình, mọi người mình, tương tự. Khi anh em sống như thế, tôi đảm bảo chắc chắn dựa trên lời của Chúa, cuộc sống anh em chỉ có đi lên, không bao giờ đi xuống. Thân thể anh em chỉ có được chữa lên, không bao giờ bệnh tật. Dù có trời bão thời tiết thay đổi gì thì em cũng không bao giờ sụt sịt cả. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ khỏe mạnh. Đức Giê-hô-va là đấng Giê-hô-va Rapha, Ngài là đấng chữa lành cho chúng ta. Amen. Chỉ có điều chúng ta phải ở trong sự bảo vệ của Chúa. Amen. Chị em đi ra ngoài thì chắc chắn là tiêu liệt gì mà đây. Cho nên buổi sáng hôm nay thưa bạn chị em ạ, tôi muốn khích lệ, nếu chúng ta hôm nay muốn sự đột phá, muốn sự chữa lành, muốn sự giải phóng, tất cả bắt đầu từ tư tưởng của chúng ta. Hãy làm sạch tư tưởng của mình. Anh em nào đang có sự không tha thứ, có sự bất bình, có cái sự buồn khổ về quá khứ, những đổ vỡ, những tranh cãi, những mất mát, những điều gì mà mình cảm thấy cuộc sống mình không hài lòng, anh chị em ơi, hãy làm sạch hôm nay bởi danh Giê-xu, huyết Giê-xu, lời của Chúa. Tôi đảm bảo khi anh chị em làm sạch rồi, Đức Thánh Linh đến thăm viếng là đời sống hôm nay của anh chị em không còn như cũ nữa, không bao giờ như cũ nữa. Tất cả những gì nó đã từng xây dựng đồn lũy trong anh em hôm nay phải bị sập đổ hết.
những tội lỗi, những điều rầy rà bậy bạ, những việc làm xác tư, những gì mà không đúng mà bị khi anh em dọn sạch tư tưởng mình rồi thì bắt đầu anh em hành động rất là dễ. Ví dụ thuyết phục một người về dọn dẹp nhà cửa mình để đừng có rồng rắn thờ cúng rất khó, nói gãy lưỡi một sư ơi ok em về em làm đâu vào tận đó. Tại vì sao vậy? Tại vì tư tưởng của họ chưa sạch. Nhưng mà khi mình nói để tư tưởng của người được sạch, được hiểu rồi, đây là điều Chúa muốn, đây là điều cần thiết, khỏi cần phải nói, người ta tự động người ta về là dọn dẹp nhà. Cho nên tôi nói cho em bắt đầu từ tư tưởng của mình. Cuộc sống chúng ta ngày hôm nay được thành công hay không, được mạnh mẽ hay không, được chữa lành hay không, được thân vận hay không, tất cả đều từ ở nơi này. Lời Chúa cho biết tâm trí và tư tưởng là cái cửa của tâm linh, cái miệng của tâm linh. Tại sao lời Chúa vào trong tâm linh mình được? Qua tư tưởng. Đó là lý do tại sao Giô-sê được 1 câu 8 nói hãy suy ngẫm lời Chúa ngay và đêm. Khi chúng ta suy ngẫm, chúng ta đang tạo tư tưởng của mình, và chính tư tưởng đó sẽ đưa lời Chúa vào trong tâm linh của mình và tạo thành đức tin. Cho nên nếu cả ngày anh chị em để tư tưởng của mình ra những việc thay dạng, ăn gì, uống gì, mặc gì, tháng này kiếm được bao nhiêu, xây dựng cái nào, xây dựng cái kia, ồ ta sẽ xây dựng đời sống ta đời đời trên đất này. Sau khi xây dựng xong mình lo cho chắc mình, chiếc mình, hậu tử mình đủ kiểu hết. Nếu tư tưởng anh chị em thuộc về đất này, câu kinh thánh hồi nãy mình đọc thuộc lòng rồi, anh chị em sẽ sinh ra sự chết khổ lắm, bất an, thấy cuộc đời ngắn ngủi lắm. Nhưng nếu anh em suy nghĩ vào lời của Chúa, suy nghĩ vào cái cõi đời đời mà mình được Chúa kéo lên, suy nghĩ vào sự sống thánh sạch công bình mà Chúa muốn mình có, suy nghĩ vào cái trời mới đất mới, suy nghĩ về cái quyền năng của Chúa Trời giúp cho mình sống đất thánh trên đất này, suy nghĩ về một đấng ở bên cạnh và bên trong mình, suy nghĩ về cái sự vinh hiển của Ngài, thì anh em sẽ sinh ra sự bình an và sự sống trong tâm linh. Cho nên tất cả đều bắt đầu từ cái tư tưởng. Tôi khuyên tất cả hội thánh chúng ta mỗi ngày hãy để tư tưởng của mình suy ngẫm lời của Chúa. Nếu anh em muốn được tự do bình an, anh em muốn có đức tin, nhiều người rất muốn có đức tin nhưng mà không biết làm cách nào, thì đó hôm nay tôi nói cho anh em con đường là tự tưởng từ sáng đến chiều sáng. Riêng cuộc sống của tôi, 1 giờ đêm mà thức dậy là tôi cũng nghĩ về Chúa, lời Chúa, chẳng có gì cả. Cho nên bây giờ mà mổ con người này ra, chỉ có thấy Chúa Giê-xu không, chẳng có cái gì, chẳng nghĩ gì khác. Tôi chẳng có gì để phải nghĩ nữa, vì không có cái gì đáng để nghĩ. Tôi nằm tôi suy nghĩ về Chúa trong cả canh đêm, mà tôi hay nói với Chúa, lạy Chúa, hãy phán cho con một lời, con đang muốn nghe lời này. Tôi cứ nói liên tục như vậy ở trong tư tưởng của mình, và Đức Thánh Linh bắt đầu đến trò chuyện, ban cho mình những tư tưởng, những lý tưởng, những sự dẫn dắt của Ngài cả đêm, từ sáng đến chiều, trừ lúc nào mình ngủ hết thì thôi. Hồi tối tôi còn ngủ mơ thấy nói chuyện với tin trên TV vô xe, quá sướng luôn. Mà đặc biệt là ông nói tiếng Việt mới đọc. Hay. Sáng tôi kể với Trương Thế An còn tối ban một nói chuyện với TV vô xe bằng tiếng Việt luôn. Đó, hay thì tôi thích ngủ miết thôi để nói chuyện tiếp mà tự nhiên thức mất đi. Cho nên khi mình tư tưởng về Chúa, anh em sẽ có những giấc mơ đẹp ở trong Chúa. Anh em sẽ có những cuộc gặp gỡ với Chúa trong giấc mơ của mình. Vì khi ngủ là khi linh của anh em hoạt động mạnh nhất. Cho nên hãy dọn sạch. Cho nên nếu mỗi ngày tư tưởng mình để trong thế gian, anh em sẽ mơ những ác mộng, mơ những điều sập đổ, mơ những thứ không có tốt, mơ những cái thứ bậy bạ rầy rạc. Còn nếu anh em để tư tưởng mình trong lời Chúa, đảm bảo anh em có những giấc mơ thiên đàng. Đó là điều thôi. Amen. Chúng ta hãy đến dạy mình cầu nguyện nha. Bây giờ chúng ta hãy đến dọn sạch tư tưởng của mình. Dọn sạch tư tưởng của mình. Nào, tất cả chúng ta hãy đến với Chúa nha. Căn cứ theo lời bài giảng hôm nay, mỗi một anh em mình hãy đến với Ngài và nói: lạy Chúa, hãy tẩy rửa con bằng huyết báu của Ngài. Anh em nào đang có những tư tưởng không tốt, không công bình, bất bình, ganh gỗ, cay đắng, buồn phiền, lo lắng, giận dữ, không tha thứ, anh chị hãy xưng ra trước mặt Chúa và nói rằng: lạy Chúa, xin huyết Ngài rửa sạch con, xin huyết Ngài rửa sạch con,
bất kể một tư tưởng tiêu cực nào hãy được rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Trong danh của Chúa Giêsu, ta truyền lệnh giờ này, tất cả những tư tưởng đến từ Satan trên hội thánh của Ngài phải bị bẻ gãy ngay giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu, dù đó là những tư tưởng bất bình, không tha thứ, hãy ra khỏi dân sự của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu, dù đó là những sự đổ vỡ, những sự cay đắng trong quá khứ, hãy ra khỏi dân sự của Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu, hỡi những tư tưởng của quỷ Satan, những tư tưởng của sự thất bại, những tư tưởng của sự hạn chế, những tư tưởng của sự ngã lòng thối lui, hãy rời khỏi dân sự của Ngài. Tất cả những tư tưởng ô uế của xác thịt giờ này bay xa bạn. Những tư tưởng nào không đẹp lòng Chúa, những tư tưởng thờ lại linh tượng, những tư tưởng thờ cúng, những tư tưởng tài danh, những tư tưởng ô uế, những tư tưởng trầm cướp, những tư tưởng chiếm người, những tư tưởng ác tưởng, những tư tưởng dâm dục, hãy rời khỏi mặt đất của Chúa. Rời khỏi nơi đây trong chân Chúa Giêsu bình an. Rời trong chân Chúa Giêsu bình an. Lìa đi. Ta bảo mày xa bạn hãy đi đi. Trong chân Chúa Giêsu hãy rời đi. Huyết của Chúa Giêsu ở đây, lời của Chúa Giêsu ở đây, danh của Chúa Giêsu ở đây, tất cả những việc làm của anh sẽ đang hiện nơi đây. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Danh Chúa Giêsu hiện nơi đây. Những tư tưởng nghiện ngập, những tư tưởng ăn chơi, những tư tưởng thời thượng đời này, những tư tưởng khuôn mẫu đời này, những tư tưởng kiêu ngạo đời này, những tư tưởng lơ lửng đời này, những tư tưởng bị hạn chế đời này. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, tiếp tục cầu nguyện nào. Anh chị em hãy mở cái miệng mình ra, tống khổ những tư tưởng ra khỏi đời sống mình. Bất kể nó là gì, bất kể nó đến từ đâu, nếu nó trái với lời Chúa, nếu nó hành hạ anh chị em, hãy tống nó đi, tống nó đi chính từ giờ. Hãy đuổi nó đi, 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 đuổi nó đi. Trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Anh em hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Dùng danh, dùng phép, dùng lời. Tống khỏi nơi đây, rửa sạch hôm nay, rửa sạch hội chúng hôm nay. Tất cả những tư tưởng nào thất bại, những tư tưởng nào nghĩ mình nghèo khổ, những tư tưởng nào nghĩ số phận của mình là đổ vỡ, những số phận của mình là ẩm hiu, số phận của mình là thất bại, những tư tưởng đó phải rơi khỏi thánh giá này. Những tư tưởng lời dối bối khỏi này phải rơi khỏi thánh giá này. Hallelujah. Anh em hãy rửa sạch mình, 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 rửa sạch mình. Tất cả những anh em theo dõi trên Facebook này, hãy rửa sạch tư tưởng của mình, hãy được sạch đi trong chân Chúa Giêsu bình an. Tất cả những tư tưởng ô uế, hãy rơi đi trong chân Chúa Giêsu bình an. Tất cả những đồng lưỡi của mày trong chân Chúa Giêsu bình an. Tất cả đồng lưỡi của mày hãy sụp đổ xuống trong chân Chúa Giêsu bình an. Hallelujah. 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 Hãy cầu nguyện lên chưa? Hãy cầu nguyện lên chưa? Hãy cầu nguyện lên chưa? Ai có tiếng nói dùng tiếng nói mà nói, ai có tiếng nguyện dùng tiếng nguyện mà nói, mạnh mẽ lên chưa? Thân của Chúa đây, thân của Chúa đây, để giúp đỡ cho được sạch sẽ giờ này. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Trong danh của Giêsu quyền này, tất cả những ai không kiểm soát được tư tưởng của mình giờ này, hãy kiểm soát tư tưởng của mình, hãy tự chủ được tư tưởng của mình. Trong danh của Giêsu đã truyền lệnh cho mọi tà linh nào đang khống chế tư tưởng của con cái của Chúa Trời này, hãy rơi đi trong danh Giêsu quyền này, hãy rơi đi trong danh Giêsu quyền này. Tất cả những kẻ nào áp chế, những kẻ nào hành hạ, những kẻ nào gây lên những sự tối tục trong đời sống tư tưởng của con cái Chúa này, hãy rơi đi trong chân Giêsu quyền này, hãy rơi đi trong chân Giêsu quyền này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Mọi sức lực đã phải đốt xuống, mọi sức đã phải đốt xuống, mọi lông cần đã phải bể ngã. Tất cả con cái Chúa được tự do để suy nghĩ điều lành, tự do để nghĩ về sự thành công, tự do để nghĩ về sự tôn trọng, tự do để nghĩ về sự công bình, tự do để nghĩ về sự thánh sạch, tự do để nghĩ về điều làm đúng đắn, tự do để làm thật ý muốn của Chúa Trời. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Anh chị phải thấy được sự tự do trong tư tưởng của mình giờ này, phải cảm nhận được điều đó. Huyết của Chúa rửa sạch tất cả anh chị em. Anh chị em phải thấy có một điều gì đó bứt phá
trong tư tưởng của mình. Anh em thấy mình hoàn toàn tươi mới, tư tưởng của mình hoàn toàn thanh tân. Hãy cảm tạ Chúa về điều đó. 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 Hallelujah. Hallelujah. Chúa Giêsu đến để giải phóng đời sống chúng ta, để cho chúng ta có cuộc sống sống mãi ở trong Ngài, để cho chúng ta làm được những điều lành và tự tưởng ở trong Ngài. Ngài không ban cho chúng ta một tâm thần nhút nhát đâu, mà một tâm thần mạnh mẽ và tự chủ đây cho nước ơi. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Anh chị em phải biết rằng Chúa muốn tất cả chúng ta có một tư tưởng lành mạnh và một thân thể lành mạnh. Một tư tưởng lành mạnh và một thân thể lành mạnh sẽ tạo nên một sự đột biến cho Chúa trên đời này. Ta truyền lệnh tất cả những cơ quan nội tạng nào của anh chị em ta mà bị hư tổn giờ này phải được phục hồi, phải được chữa lên. Dù đó là xương, dù đó là tim, dù đó là gan, dù đó là thận, hãy được lên. Tất cả những cơ quan nào đã bị hư tổn giờ này phải được lên trong danh Chúa Giêsu. Hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Hãy đặt tay vào chỗ đau của mình. Dù đó là son, dù đó là khớp, dù đó là xương, dù đó là máu, dù đó là gan, là thận, dù đó là tim, dù đó là bất cứ thứ gì ở trong cơ quan của mình, hãy được lên trong danh Chúa Giêsu. 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 Hãy lên đây trong danh Chúa Giêsu. Hãy được lên trong danh Chúa Giêsu. Đặt truyền lệnh cho tất cả những con quỷ nào, những con quỷ bệnh tật nào đang tấn công những thân thể của người của Chúa Trời ở nơi đây, trong danh Giêsu ta trói con mày phải rời đi, rời khỏi thân thể 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 đi. Hallelujah. Dù đó là kiếp, dù đó là mù, dù đó là trong mắt, trong tay, trong miệng, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu. Dù đó là ung thư, dù đó là huyết áp, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Anh em phải được chữa lành. Anh em phải được chữa lành. Chúa muốn anh em được chữa lành. Chúa muốn anh em được tự do. Chúa muốn anh em được mạnh mẽ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài là Chúa. Chắc chắn là khi chúng ta cầu nguyện có một điều gì đó phải xảy ra. Bởi vì danh Chúa là danh quyền năng hả anh chị em. Danh Chúa là danh thịt bẻ gãy mọi xiềng xích. Danh Chúa là danh chữa lành bệnh tật cho mọi người. Amen. Danh Chúa là danh khiến cho chúng ta đứng trong tư tưởng thánh sạch của Đức Chúa Trời. Hãy đi dậy đức tin mà đánh thắng trận chiến này. Amen. Chúng ta là người mới trong Chúa. Amen. Chúng ta là người đã tâm trí của Đấng Christ. Anh chị em. Chúng ta là người có thể suy ngẫm và nói lời lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy có sự đột phá này. Tôi đang cảm thấy có sự đột phá lớn mạnh ở đây. Tôi cảm thấy có một cái sự chữa lành ở đây. Anh em hãy kiểm tra những cơ quan của mình. Anh em hãy kiểm tra những chỗ đau đớn của mình. Anh em sẽ thấy được sự chữa lành ở đây. Chữa lành bởi danh của Chúa Giêsu. Chữa lành. Anh em hãy kiểm tra. Và cảm tạ Chúa về điều đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài đụng chạm đến thân thể của mình. Ngài đụng chạm đến thân thể của mình. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. 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 Thưa anh chị em, cuộc chiến tâm trí là cuộc chiến mỗi ngày. Cuộc chiến này là cuộc chiến mỗi ngày anh chị em phải chiến tập. Để làm gì? Để bỏ đói Satan. Amen. Chúng ta hãy cùng nhau bỏ đói Satan. Amen. Mỗi ngày bỏ đói Satan. Amen. Mỗi ngày chúng ta làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và bỏ đói Satan. Amen. Anh em là người đó. Tôi công bố anh em là người đó. Anh em là người bỏ đói Satan. Anh em là người mà Satan nhìn thấy là bắt phát sợ và bỏ chạy. Satan không kiếm chắc gì được trên đời sống anh chị em hết. Satan phải buông râu mà bỏ anh chị em đi. Anh chị em đắc thắng và sống cho Đức Chúa Trời. Anh chị em là người biến đổi người khác. Anh chị em là người biến đổi cộng đồng đi. Anh chị em là người đặt tay lên người bệnh được lên. Anh chị em là người chúc phúc cho người khác được phước. Hallelujah. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài vì lời Chúa nói như vậy thôi anh chị em. Lời Chúa nói cho em là người đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh em thấy được hết lời không ạ? Anh em thấy mình đã thắng không ạ? Tư tưởng mình đã được sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Amen. Tư tưởng mình được giải phóng bởi danh Chúa Giêsu. Amen. Tư tưởng mình được an toàn bởi lời Chúa. Amen. Hallelujah. Vỗ tay cho Giêsu.
ơn Thánh Đồng ngồi trong sự hiện diện của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Dạ. Mời Chúa đứng dậy nè. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.